Trác Bình tiết lộ về buổi hòa giải với vợ, nhắc thẳng đến Phương Oanh khiến dân tình xôn xao. Chiều ngày 28 tháng 9 vừa qua, Trác Bình và vợ là bà Đào Lan Hương đều nhận được thư triệu tập từ tòa án để thực hiện hòa giải vào ngày 29 tháng 9. Thông tin này sau đó đã lập tức thu hút sự chú ý và quan tâm mạnh mẽ từ phía truyền thông lẫn công chúng. Sau khi tham gia buổi hòa giải tại tòa án, Trác Bình cho biết ông và vợ đã đề nghị tòa án cho thêm thời gian vì hai bên chưa đạt thỏa thuận về việc chia tài sản. Nam CEO khẳng định sẽ chờ thêm yêu cầu từ bà Đào Lan Hương. Tuy nhiên, những yêu cầu này không được quá khác biệt với thỏa thuận trước đó và phải đưa ra trong một khoảng thời gian nhất định. Đáng chú ý, nam doanh nhân không ngần ngại nhắc tới Phương Oanh. Trác Bình cho biết, sau khi ly thân với bà Đào Lan Hương vài năm, ông đã bắt đầu hẹn hò với diễn viên Phương Oanh vào hồi tháng 6 năm nay, khi vợ chồng ông đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Vì vậy, quan điểm của tôi trước sau như một, cô ấy không phải người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân này như một số tài khoản trên mạng xã hội bình luận sai trái. Trác Bình khẳng định, nữ chính Quỳnh Búp Bê không phải là người thứ ba. Trước khi tìm hiểu Phương Oanh, nam CEO cũng từng có vài mối quan hệ khác. Việc những hình ảnh thân mật của Trác Bình và Phương Oanh bị rò rỉ trên mạng xã hội, theo nam doanh nhân, đây hoàn toàn là điều ngoài ý muốn. Chúng tôi bị quay chụp trộm, cắt ghép, thêu dệt rồi tung lên mạng xã hội, dẫn đến mọi chuyện bị đẩy đi xa như hiện tại. Nhiều thông tin bịa đặt ẩn danh được tung ra thời gian qua và tôi đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Trác Bình cũng tiết lộ thêm lý do cả hai hòa giải bất thành. Đó là vì cuối năm 2018 và đầu năm 2019, chúng tôi đã thỏa thuận hoàn tất việc chia tài sản, bao gồm bất động sản, tiền mặt, công nợ, công ty, theo đơn thuận tình ly hôn đã ký. Nhưng trong buổi làm việc chiều nay, bà Hương chưa thỏa mãn về vấn đề tài sản nên đề nghị tòa án cho thêm thời gian để thỏa thuận về nội dung này. Hiện tại, từng nhất cử nhất động của ba người, gồm bà Đào Lan Hương, Trác Bình và Phương Oanh vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Đa số công chúng đều đứng về phía của bà Đào Lan Hương và lên tiếng chỉ trích gay gắt mối quan hệ giữa Trác Bình và Phương Oanh. Tuy nhiên, mặc cho dư luận lên án, cặp đôi vẫn thản nhiên xuất hiện tình tứ trước truyền thông, gây ra phản ứng gay gắt với công chúng. Đồng thời, điều đó cũng phần nào chọc tức bà Đào Lan Hương, khiến nữ doanh nhân phải đem pháp luật vào để xử lý Phương Oanh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ngay sau khi có thêm những thông tin mới nhất.